Tiếp theo ở trong video này chúng ta sẽ đi giải bài tập sau đây. Một công ty may có 104 công nhân được chia làm 3 tổ. Nếu tổ 1 bớt đi một công nhân, tổ 2 bớt đi hai công nhân, tổ 3 thêm vào 3 công nhân, thì số công nhân tổ 1, 2, 3 lần lượt tỷ lệ nghịch với 3, 4, 2. Yêu cầu là tính số công nhân ở mỗi tổ. Ở bài tập này thì liên quan đến kiến thức về đại lượng tỷ lệ nghịch. Bây giờ yêu cầu là tính số công nhân của mỗi tổ. Ở bài này có 3 tổ thì chúng ta đi gọi x, y, z lần lượt là số công nhân tổ 1, tổ 2, tổ 3. Và đương nhiên ở đây thì x, y, z thuộc tập hợp n sao. Bây giờ để bài cho chúng ta là nếu tổ 1 bớt đi một công nhân. Tức là số công nhân tổ 1 còn lại là x 1. Tổ 2 thì bớt đi 2. Số công nhân tổ 2 còn lại là y 2 và tổ 3 thêm vào 3 công nhân thì số công nhân tổ 3 sẽ là Z cộng 3. Rồi bây giờ cái ý này thì thầy sẽ phân tích ra ngoài nháp nhé. Cái phần màu đỏ này. Đây là ta phân tích nháp. Tổ 1. Sau khi mà bớt đi một công nhân thì số công nhân là x chữ 1. Tổ 2. Tổ 2. Bớt đi 2 công nhân thì số công nhân là Y 2. Và tổ 3 thêm vào 3 công nhân thì số công nhân sẽ là Z cộng với 3. Và ba cái đại lượng này tỷ lệ nghịch với 3, 4, 2. 3 đại lượng này. Tỷ lệ nghịch với 3, 4, 2. Bây giờ để làm được bước tiếp theo thì chúng ta phải nhớ đến kiến thức về tỷ lệ thuận và tỷ lệ nghịch. Ở đây thầy nhắc lại cả hai kiến thức luôn. Tỷ lệ thuận này. Nếu như mà em có ba đại lượng, ví dụ đặt tên nó là A, B, C chẳng hạn. Tỷ lệ tỷ lệ hoặc người ta có thể nói là tỷ lệ thuận một trong hai cách diễn đạt này có thể là tỷ lệ hoặc có thể là tỷ lệ thuận với ba đại lượng m n p thế thì khi đó chúng ta sẽ suy ra được a phần m bằng b phần n bằng c phần p Rồi đây là kiến thức về tỷ lệ thuận. Còn là kiến thức về tỷ lệ nghịch. Thì nếu mà chúng ta có 3 đại lượng A, B, C tỷ lệ nghịch theo thứ tự với ba đại lượng là M, N, P. Thế thì khi đó chúng ta sẽ có được A nhân M bằng B nhân N và bằng C nhân P. Rồi bây giờ vận dụng vào kiến thức mà chúng ta vừa nhắc đây. Thế thì ở đây em thấy là x trừ đi 1 đóng vai trò là A. Y trừ 2 đóng vai trò là B. Z cộng 3 đóng vai trò là C. Và các cái đại lượng M, N, P đóng vai trò là 3, 4, 2. Thì ở đây là tỷ lệ nghịch. Cho nên chúng ta sẽ có cái công thức bên dưới này a nhân m bằng b nhân n bằng c nhân p tức là chúng ta có x chữ 1 đóng mở ngoặc nhân với 3 bằng y trừ 2 đóng mở ngoặc nhân với 4 và bằng z cộng 3 đóng mở ngoặc nhân với 2. Rồi như vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ lý luận là theo đề bài ta có x chữ 1 nhân với 3 bằng y trừ đi 2 nhân với 4 bằng z cộng 3 nhân với 2. Thì đến bước tiếp theo là chúng ta sẽ đi áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Thì tính chất của dãy tỉ số bằng nhau thì em biết là khi mà chúng ta gặp cái phép tính ví dụ như là a nhân đến m chúng ta muốn biến đổi thành phép chia chúng ta sẽ đổi thành a phần 1 phần m tức là chia cho nghịch đảo của m. Rồi vậy từ đây chúng ta sẽ biến đổi x trừ đi 1 phần 1 phần 3 bằng y trừ đi 2 phần 1 phần 4 bằng z cộng 3 phần 1 phần 2. Bây giờ đề bài còn cho chúng ta là cái dữ kiện này Một công ty may có 104 công nhân Được chia làm 3 tổ Có nghĩa là chúng ta có x cộng y cộng z Mà chúng ta lại có x cộng y cộng z Đó là tổng số công nhân 3 tổ Bằng 104 Rồi đến đây chúng ta áp dụng tính chất của dãy số bằng nhau Em ghi này à, Theo tính chất của dãy số bằng nhau Hoặc là áp dụng Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau Đem suy ra X trừ đi 1 phần 1 phần 3 Bằng Y trừ đi 2 phần 1 phần 4 Bằng Z cộng 3 phần 1 phần 2 Rồi chúng ta lấy các cái tử cộng với nhau X trừ 1 là tử thứ nhất cộng với y trừ 2 là tử thứ hai cộng với z cộng 3 là tử thứ ba và tất cả các mẫu cộng với nhau 1 phần 3 cộng 1 phần 4 cộng 1 phần 2 bằng thì ở trên tử này sau khi cộng vào em thấy là cái phần số này trừ 1 trừ 2 là trừ 3 cộng 3 là hết như vậy trên tử còn lại là x cộng y cộng z còn dưới mẫu 1 phần 3 cộng 1 phần 4 cộng 1 phần 2. Để được là 13 phần 12. Rồi x cộng y cộng z à, theo như phía trên này chúng ta có đây là bằng 104. Chia cho 13 phần 12. Cái chỗ này nếu em bấm máy tính thì em phải bấm cẩn thận đó là chúng ta bấm 104 này. Chia cho đóng mở ngoặc 13 phần 12. Rồi chúng ta được đáp số chỗ này là bằng 96. Được nhiều đây. 96 Giờ từ đây em suy ra X trừ đi 1 phần 1 phần 3 thì bằng 96 Như vậy x trừ 1 sẽ bằng 96 nhân đến 1 phần 3 Như vậy bằng 32 Và từ đây em suy ra X bằng 33 Tương tự như vậy, chúng ta có y trừ đi 2 bằng 96 nhân với 1 phần 4 bằng 24. Như vậy, chúng ta có y bằng 26. Và cuối cùng là z cộng 3 bằng 96 nhân với 1 phần 2. bằng 48. Từ đây em có Z bằng 45. Cả ba đại lượng này đều thỏa mãn điều kiện. Rồi chúng ta kết luận, vậy số công nhân tổ 1, tổ 2, tổ 3 lần lượt là